Người có tâm đạo đó cúng nguyên cái máy mài cho mấy anh thợ xây dựng luôn, cúng luôn thêm cục sạc nữa, đúng không? Đó, cúng phi luôn cho mấy anh thợ xây dựng luôn. Nhưng mà em không có tâm đạo, em tâm tà, cho nên là em bán mà em tặng. Em bán cái máy khoan này anh chị, em tặng cái máy mài 9.600 mới ra hệ chân pin đồ quá nha. Hoặc là em bán máy bù lon, em tặng cái máy mài giá rẻ lắm anh chị. Cái máy mài này hay lắm, mẫu mới ra của bên Deathtone, nó có chức năng kickback control, tức là anti kickback gì đó. Rồi có chức năng là gớt là tự nó rơi nữa. Thấy không, gớt cái là rơi luôn. Gớt là nó ngắt luôn chứ không phải là gớt nó rơi. Gớt rơi là bình thường anh chị. Nè, ví dụ như giờ nè, máy mài mình đang chạy về, giặt về nó ngắt đúng không? Là một cái đúng không? Rồi ví dụ như máy mài đang chạy mà mình lỡ tay mình gớt đi, đó nó ngưng luôn. Đó tức là chế độ đang bật công tắc nè anh chị. Chế độ an toàn nè, thấy không? Bật lên chạy lại nè, thấy không? Đó, gớt cái nó ngưng luôn. Nè, nó đuôi trời. Đây, đó tức là đủ độ cao thì nó mới ok nha anh chị. Và nó gớt ví dụ như anh chị mình thấy nè, rơi từ trên cao xuống, mình đang xài trên cao vậy đây, ví dụ như nó rớt xuống vậy là nó ngưng luôn. Đó, chức năng an toàn anh chị. Nhưng mà cái máy này có 1.090.000 thôi, cái máy này của thằng Deathtone. Thì anh chị mình thấy nè, đây, xài chân pin đồ quán nha anh chị. Pin đồ quán là những máy đồ quán vậy nè, hàng xịn. D20AG9600 Pro thì nó nói là chức năng kickback control nè. Đó, rồi gớt máy tự ngưng nè. Bạc đạn NHK nè anh chị, kiểm soát an toàn khi anh chị sử dụng ha. Tốc độ maximum là 9600, tốc độ 2 là 7200, tốc độ 1 là 4700. Đó, có 3 số chạy motor từ. Và cái đặc biệt là này nó có đầy đủ cho anh chị mình ở trong này. Đây, nó có cái bảo vệ nhanh ha. Rồi nó có khóa mở và tay nắm luôn. Ví dụ tay nắm ở đây anh chị mình thấy nó có tay nắm đây nè. Đây. Đó, tay nắm anh chị mình muốn bắt bên nào cũng được, tùy mình muốn bắt làm sao mình bắt đúng không? Anh chị sốc đĩa là nó ngừng, an toàn, chức năng an toàn. Đây. Dù gạt dễ ngắt mà anh chị thấy nó chớp nè, thấy không? Không thích cái chức năng này đúng không? Anh chị mình nhấn đây giữ xíu. Nó tắt cái đèn bên hông nè, thấy không? Là ok, mất cái chức năng này. Thấy không? Nhiều anh chị ơi, mới sốc cái nó ngưng rồi thôi, mày làm cho khỏi sốc được luôn đó, hoặc anh chị muốn cho nó sốc nó ngưng lại thì nhấn giữ một cái, ok, nó cháy đèn xanh bên này thôi, giật một cái ngưng, gớt nó rơi luôn, gớt nó ngắt luôn ha. Đó, giá 1.090.000 là anh chị có nguyên cái thân này, xài pin đờ quá được anh chị. Ví dụ như đây là cái cục pin đờ quá đi, đây anh chị mình bỏ vô đợt này Deathtone nó ra nhiều cái hệ pin đờ quá lắm đó. Đây anh chị bỏ cục pin đờ quá xịn nè, đây là hàng hãng nè, nó xài chung chân pin hãng nha anh chị. Đó, bỏ vô, ngon lành. Thấy chưa, nó là vậy. Đó, thì cái máy này nó cũng khá là nhẹ nhàng. Để cân cho anh chị mình coi luôn, cái máy này không có nặng bao nhiêu nha. Tốc độ thì ba cấp tốc độ đúng không? Cân nó nặng nhiều à, khoảng 1.3 kg, chưa được 1.4 kg, 1.3 kg thôi à, máy không nha. Đó, thì anh chị mình thấy là với cái máy này, anh chị mình thay vì mình đầu tư những cái hãng lớn đều quá thì nó đã rồi đúng không? Nhưng mà đầu tư nó mất tiền quá, đôi khi ra công trình mà chưa chắc nó đó đâu có chức năng này đâu, hàng xịn mất tiền nhưng mà chưa có chức năng này anh chị, mà có 1.090.000 anh chị mình có cái này ha, có cái máy này rồi. Nếu anh chị mình muốn phi nè, muốn phi cái máy này không, có luôn, có chương trình phi. Anh chị mình muốn bù lon, bù lon của nó thì bù lon 550 new đó, cái này rơi là rớt luôn á chứ nó không có ngắt, buông cò thì nó ngắt đó. Thì cái này là 550 new nè, thì 550 new bây giờ mình sẽ thử cái đầu tiếp đó anh ba, thử luôn cho anh chị, với lại cân nặng lồ luôn. Đây cân nặng của con này, cân nặng này 1.5 kg. Cái thân này á là 1.190.000, cái thân này chân pin đờ quá luôn, 550 new nha anh chị. Nó có hai màu, màu xám và màu vàng, nhưng mà bây giờ hầu như sẽ lấy con đờ quá này xiết vô rồi lấy này mở ra cái thử cho anh chị mình coi về cái lực 550 new của nó nha. Đây mình dùng này mình xiết vô chừng 10 giây đi ha. Ok ha. Bây giờ mình sẽ dùng cái cục pin này luôn, lấy con này mình mở ra thử xem nó như thế nào nha. Đây, nhét vô mở ra nè, này là ra nè ha. Đó, ok, này ra hết lực rồi ha. Rồi ở đây anh đặt vô quất ra luôn, ok anh chị ha. Đó, vậy là ok rồi đó. Mà giá đó anh chị, cái quan trọng là này giá nha, mình nói về giá cái nè. Giá của con 550 new này á, hệ chân D20 này, chân DW, giá của nó chỉ có 1.190.000. Nhưng mà trong cái chương trình này anh chị mình mua nó khuyến mãi dữ lắm. Mua màu nào cũng được, màu vàng và màu xám, nó có hai màu phiên bản màu xám.
thì anh chị mình thấy giá của nó sẽ còn lại có 950 ngàn cho một cái máy này thôi. Để tổng khuyến mãi giữ 950 ngàn. Thì anh chị mình nhận nguyên cái hộp nó vậy nè ha. Trong cái hộp của nó thì nó sẽ đi theo cái hộp nguyên vậy. Nó tặng cho anh chị cái đầu tiếp với lại một cái móc đeo. Đó, tặng một cái đầu tiếp một cái móc đeo thì giá có 950 thôi. Còn có một kèo nữa anh chị mình mua nữa. Bây giờ anh chị mình thấy á, thằng Đế Tông nó ra cục pin màu xám luôn. Pin màu xám để đi hợp với máy màu xám luôn. Là cục pin như thế này. Đây để coi có cục nào ngoài đây. Đây cục này. Cục pin màu xám 4A nè anh chị. Cục pin này 850 ngàn một cục. 850 ngàn một cục. Thì anh chị mình mua 4A vậy ha. Xài cho đều quá xịn được hết luôn nha. Đều quá xịn anh chị mình bỏ vô chơi được luôn. Đó. Thấy không? Ngon lành thấy không? Rồi. Thì bây giờ mình mua cái này nè. Một máy. Hai cục pin. Thấy không? Là giá nó là nhiêu? 2.890.000. 2.890.000 nhưng mà tặng cho anh chị một cái máy mài 1.090.000 này nè. Ồ, vậy thì anh chị mình cứ tính nha. Và tặng luôn một cái cục sạc này nữa nè. Tặng luôn cục sạc này. Vậy là anh chị mình nè. Một máy, một pin, hai cục pin, hai cục pin 4A. Thấy không? Một cái máy là anh chị mình chỉ trả 2.890.000 đúng không? Anh chị mình sẽ có thêm cục sạc 43 là với lại thêm một cái máy mài 1.090.000 này nữa. Đó, tất cả là xài hệ chân pin The Watt nha anh chị em. Chân pin The Watt, thấy không? Nguyên cái bộ này hệ màu xám luôn cho nó tiệp màu đồng chất luôn ha. Giống như quýnh bài tiến lên vậy đó. Phải có đồng bào đồng chất. Rồi, giá của nó 2.850.000. Còn anh chị mua lẻ thì có lẻ đó. Lẻ là 850 một cục pin. Cái thân máy là 1.190.000. Mà trong chương trình này khuyến mãi còn 950. Cái máy này, cái máy mài là 1.090.000. Rồi, đó anh chị mình nắm kỹ rồi ha. Rồi xong cục sạc là 380.000. Anh chị mua lẻ là nó vậy đó. Rồi xong anh chị mình sẽ tới cái bộ máy khoan nữa. Khoan 100 niu có chức năng tạo xung anti kickback. À, anti kickback có nè ha. Rồi chức năng tạo xung bấm sành 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 để em coi. Nè đó tạo xung. À, có tay nắm luôn 100 niu. Cái này bộ này là D20 anh chị. 13100 blade của chân pin D20. Thì anh chị mình muốn có eco turbo đồ có hết. Không, có chức năng anti kickback, có chức năng tạo xung, có tay nắm, không, chống lật cổ tay đồ có hết. Đó, thì cái thân khoan này nó có đi theo nguyên một cái thùng nhựa anh chị, nguyên một cái thùng nhựa của nó. Ha, thùng nhựa tay nắm đồ đầy đủ, nó có màu vàng và màu xám luôn. Thì giá cái thân khoan là 1.450.000. Nhưng mà anh chị mua cũng một bộ nữa, mua một bộ. Một máy, hai cục pin. Đó, một máy hai cục pin 4A dày. Đẹp bá cháy luôn. Đó. Sự kiện 100 năm của The Watt mà Đế Tông cũng ăn theo màu xám nữa. 100 năm kỷ niệm sinh nhật The Watt, Đế Tông cũng ăn theo cái hệ là màu xám luôn. Anh chị thấy ghê không? Đó, Đế Tông này cơ hội giữ dữ dằn. Đó, rồi. Anh chị mình thấy là nguyên cái bộ này giá của nó là 3.150.000. Một máy, hai cục pin. Thì anh chị mình sẽ kèm theo được cục sạc với cái máy mài nữa. 3.150.000 thì có phải nè. Hai cục pin 850 cục là 1.700.000. Ở này không phải là mua bia kèm lạc đâu nha quý vị. Mấy đại ca hay nói là mua bia kèm lạc, không có phải nha. Cái này là mua máy khoan kèm máy mài rõ ràng à. Không có phải mua bia, không có bia bọt gì chỗ này nha. Mua cái máy khoan 850, hai cục pin là 1.700.000, 1.450.000 đúng nghĩa 3.150.000. Hai cái này phải phi chưa? Đó, hai cái này phải phi chưa? Đó, ông nào vô nói mua bia kèm lạc nữa tới số với tôi dắt đi nhậu tới bến nữa đó. Không? Rồi ok. Giá của nó là 3.150.000. Tặng nguyên cái bộ đó máy mài với lại cái cục sạc đó. Anh chị mình muốn thích về cho ai cho. Xài bộ này còn bộ kia cho vợ bạn cũng được. Còn sợ gì vợ bạn cho nó quýnh bạn quýnh mình. Cho ông già vợ cũng được. Đó rồi xong. Nói về cái này xong rồi hen. Bây giờ con máy khoan bê tông nè. Mới ra nè anh chị. Anti kiếp mắt có luôn. Ủa sao không có? Vậy là nó chưa mở. Đây anh chị mình hãy nhấn vô đây. Giữ đây. Thấy không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nó chớp chớp cái đèn ở đây nè. Là nó có được chức năng anti kickback rồi. Thấy không? Đó. Tức là bình thường anh chị mình thấy cái chức năng này nó cũng rất là hay nha. Nếu mà mình khoan nó nặng quá, nó sốc hoặc nó gặp sắt gì, có thể là gãy mũi khoan, cong mũi khoan hay là dặn cổ tay. Đó. Thấy không? Xui tới nọ rớt cái máy đúng không? Hoặc là đang cầm cầm về nó quen cái nó quýnh cái là ok. Đó, ăn trầu. Đó cho nên là nó có chức năng này rất là hay nha anh chị. Giặt cái là ngắt để mình khoan trên cao, khoan một tay đồ kiểu. Nhưng nếu anh chị không thích cái chức năng đó, anh chị mình nhớ không Duyên chỉ nha. Đó không, đang chạy vậy không? Đẩy cái đảo chiều vô giữa, rồi bóp cái cò giặt nè. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Đó, xích. Ok, mình vô số 6 một cái là nó chớp 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 là vô mày. Đó, hấp nhắc. Không, muốn có chức năng đó giặt lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, nó chớp liền. Ok, có chức năng đó. Rồi, có chức năng thì sao? Test thử cho anh chị mình coi. Với lại là anh chị mình thấy là đây là mẫu mới ra nha. Cân thử cho anh chị mình coi cái máy này có tay nắm luôn nó nặng bao nhiêu nha. 2,2 kg. Nếu mà không có tay nắm thì tầm 2 kg thôi ha, cũng khá là nhẹ nhàng. Nhưng mà anh chị mình thấy nè, cái máy này vô nhìn nó rất là đẹp. 3 chức năng nha, 3 chức năng. Rồi đây, nhét cái mũi vô quất thử cho anh chị mình coi đầu gài. 3 chức năng mà. Đây, nhả thử nè. Đó, ok anh chị. Đó, này là khoan bê tông nè, cái mũi chà bá luôn chứ không phải bèo đâu, thấy không? Đó, này chức năng đục, đục tỉa đồ á, nhét mũi đục vô đục. Đó, không, còn này gian thử thôi á. Đó, rồi, với lại là những khoan bê tông này anh chị đừng ép quá. Mức độ khoan bê tông là nó giọng khoan, nó giống như giọng bít tông lên, anh chị cho nó đi từ từ thôi. Đừng có ép nó quá, ép quá nó dễ sốc mũi. Ví dụ như nó sốc, nó có anti kickback, nó sốc, nó ngưng là anh chị mình tắt cái chức năng anti kickback nó được ha. Đó, thì cái máy khoan này anh chị mình thấy nó cũng ngon. Giá là 1.650.000 cho một cái thân máy này anh chị. Cái này á thì Đế Tông là chủ yếu là Đế Tông muốn là anh chị mình có cái cục pin đều quá rồi, thấy không? Mình không muốn đầu tư những con khoan mấy triệu, 4-5 triệu đồ của đều quá thì nó mắc quá. Anh chị mình có thể đầu tư một con máy này của Đế Tông. Đây là hệ D20-2603 anh chị ha. Cái mẫu nó, ê, cái thùng nó đâu anh ba? Đây, cái thùng nó này nè. Đâu rồi, cái thùng nó đâu? Nó có cái thùng đàng hoàng nha anh chị. Rồi, để em cho anh chị mình coi ở trong cái thùng của nó, nó sẽ có cái gì cho anh chị nha. Cái thùng nó vậy nè. D20GH2603ATC. Bạc đạn thì anh chị thấy là sau này cứ Đế Tông là đụng tới nó là anh ở ca cho nó tốt. Về máy, sợ bởi vì anh chị thấy là hồi xưa đó còn có nhiều cái nó hay bị lỗi chứ bây giờ nó làm tốt lắm mà. Để thay đổi theo thời gian mà, bây giờ đồ, bây giờ anh chị mình thấy những cái đồ rẻ tiền thôi nhưng mà xài rất là bền luôn đúng không? Đó, người dân bây giờ bắt đầu được lợi. Thì anh chị mình thấy nè, cái này nó nói là kickback control là anti kickback, lực đập của nó là 2.6G nè ha. Motor drop dead maximum là từ 6 tới 26 mm nè ha. Ở đây nó nói mỗi SDS nè. Đó, về tốc độ của nó là tốc độ đập của nó là 4500 BPM. Tốc độ chạy là 1400 vòng. Đó, máy này vậy. Nặng chỉ 2 kg thôi. Đó thì ở đây anh chị mình thấy trước tiên là nó có một cái thùng như vậy. Mở ra bên trong thùng chắc cú đàng hoàng. Đó. Thùng chắc chắn như vậy. Mở ra nó tặng cho mình một cái cốc đựng bụi. Tâm vũ. Đó hết luôn. Đó rồi nó tặng đi theo anh chị ha. Rồi trong này nó chỉ có cái catalog và phiếu bảo hành là 6 tháng. Thì máy nó có nguyên thùng như vậy thôi. Nhưng mà trong máy này em thấy có chỗ này em khoái nè. Anh chị mình thấy cái móc này không? Đó, cái móc này anh chị mình thấy nhiều người hay mấy ní nào hay đeo bông đó. Hồi trước giờ mình đeo bông hồi xưa rồi. Bây giờ mình chơi mình khoan một lỗ mình lấy cái này mình đeo lên đây. Mình làm là người ta cũng đại đức. Mình là đại đức, mình không cỡ thích tâm phúc thì mình thích ăn nhậu gì đó. Thích tự do, thích ăn nhậu gì là anh chị mình thấy cũng là đại đức rồi. Có cái máy này cũng nhiều cái lợi. Ngon lành chứ bộ. Đó, ok, giá 1.650.000 cho anh chị. Khi sở hữu con khoan bê tông này, ba chức năng ha. Ba chức năng có thùng lô. Đó, rồi nãy giờ giới thiệu cho anh chị hết rồi, bây giờ sẽ giới thiệu những cái mẫu rẻ rẻ cho anh chị mình mua. Hôm nay có giới thiệu rồi. Giống như con khoan này là ok, gần đây là đang rất là hot nè. Tại sao? 750.000 có con khoan kìa. Anh chị thấy ngon không? Bảo hành 6 tháng, xài pin đều quát. Đặc biệt là anh nào có hệ chân pin này rồi, pin á thì Đế Tông nó có hệ màu xám và màu vàng nha. Anh chị thích màu vàng có màu vàng. Màu vàng 750. À, cục pin này có 750 thôi. Đó, còn cục pin này thì Đế Tông nó mới về, cục pin này 850. Vỏ đẹp hơn, dòng cao hơn, chất lượng. Nè anh chị mình thấy không? Thấy không? Thấy rất là đẹp. Lên nguyên bộ luôn, thấy không? Đó. 100 năm của đời quá nó lên nguyên bộ màu xám. Đế Tông này không biết mấy năm, chắc 5-6 năm vừa quá. Đó, rồi. Thì anh chị mình thấy với cái máy này có 750 nè. Xài pin đời quá nè. Rẻ không? 750.000 có con khoan này 13 ly. Lực là 90 niu, đầu xi inox rất là đẹp, đầu lóc luôn. Đó, cỡ như vậy anh chị mình thấy là quá ngon. 90 niu 2000 tua, ha, tốc độ 2000 tua. Có giá chỉ có anh chị mình thấy rẻ ha. Chỉ có 750. Đôi khi mình có cục pin đời quá rồi, anh đầu tư khoan mắc quá mua này vừa lực mạnh, có thể rút lỗi được luôn.
anh chị có thể rút lỗi được luôn đúng không, có tay nào cầm chở lực nè. Đó, với cái giá này chơi được rồi. Xong anh chị mình sẽ thấy tới gì nữa ha, để em coi có gì. Băng dít, nếu anh chị xài băng dít nhỏ gọn 230 niu, giá này có nhiêu 850 anh chị, 230 niu. Cái này là anh chị em biết rồi, mẫu CV230N, mẫu nhỏ gọn tí này đó, thì anh chị mình thấy không, giá người ta 2 triệu mấy, này có 850 cũng mạnh như ai mạnh à, 230 niu mạnh anh chị. Rồi ví dụ như anh chị mình xài ví dụ 100 niu, hồi nãy thì có màu vàng và màu xám mình biết rồi ha. 100 blade có thùng nhựa, cái thân là 1.450.000. Còn anh chị mình xài nè 120 niu mà giá rẻ nè, đây 120 niu mà giá có 1.380.000 là chơi này, anti kickback luôn, anti kickback luôn chị đó, thấy không đó. Với cái mức giá của con này anh chị mình dễ chịu rồi đó. Với mức giá này là rút lỗi đồ cũng hầm hầm. Thay vì anh chị mình có cục pin đồ quá rồi mà muốn kiếm máy rút lỗi phải dứt con 996 999 đồ thì nó hơi đắt không, thì mình chơi cái này được. Hoặc là anh chị mình thấy con phan bê tông, phan bê tông như vậy 1.400.000 đó, thì cái mẫu này là mẫu đời trước, cái mẫu này nó không có chức năng anti kickback nha anh chị, mẫu này nó không có chức năng đó. Thì mẫu mới nếu mà này 1.400.000, này 1.650.000, sau này bán được nữa ta. Khổ vậy đó, khi đó âm hàng là bị lỗ vậy anh chị đó, nó cho nên là bán cho anh chị mình 1.300.000 con này luôn, bán 1.300.000 cho vui cho anh chị luôn. Và ở đây nó có một bù lon nữa, bù lon là 380 niu anh chị, 380 niu đó. Thì cái mẫu này là 2 trong 1, nó cũng có 1, 2, 3, nó 3 số anh chị đó. Thì mình chơi cỡ này nó cũng là một cái sự lựa chọn cũng rất là phù hợp, tại vì nó rẻ không, nó rẻ là gì anh chị, mình chơi mấy con kia 3-4 triệu rồi, giờ ok mình có cục pin rồi, mình bỏ cho lính nó xài thì mình có thể mình chơi mấy mẫu này, giá nó cũng khá là rẻ, tương đối ok. Rồi ví dụ như cái hệ này đặc biệt, cái hệ này đặc biệt rất là mắc tiền, cái này anh chị biết cái gì không hả? Bơm sữa đâu, bơm sữa má, máy bơm mỡ bò. Cái này là máy bơm mỡ bò nha anh chị đó. Thì cái này là cái máy bơm mỡ bò, thì anh chị mình thấy là ở đây ví dụ anh chị mình có cây mỡ bò đúng không, mình bơm vô mấy cái ben thủy lực đồ đó, xe tải, xe hơi gì, xe cơ giới á, xe cơ giới á, là anh chị mình nhầm mở đây ra nè, dẫn này ra đó, dẫn này ra, bỏ cái tiếp mỡ bò vô đây nè anh chị đó, bỏ vô đây, thấy không, bỏ vô đây rồi anh chị mình ép vô đây lại đó. Thì khi đó anh chị mình kéo này ra, nhấn cái này nó nhảy vô nha đó, anh chị mình dặn vô lại vậy, rồi nó chạy, bỏ pin vô thì nó chạy thôi. Đây cục pin, cái mẫu này nếu mà những cái hàng xịn thì mắc vô cùng đó, nhưng mà của Deadtone nó bán khuyến mãi cho anh chị cũng khá là rẻ nè. Đó có đèn luôn đó, anh chị chỉnh mở bò đồ, chỉnh đồ được hết, ra nhiều ra hết đó, bể bơm mở bò vô mấy cái ben thủy lực, bơm đại khái là anh chị nói chung là bơm mở bò đó, đừng bơm sữa thôi đó, bơm mở bò đó, ok ngon lành như vậy. Thì một máy anh chị mình mua thì Deadtone sẽ tặng một máy 2.400.000, nó có nguyên cái thùng nhựa máy bơm mở bò ha, nhét cái tiếp mở bò vô, thì Deadtone sẽ tặng đi kèm cho anh chị một cái cục pin 4A 850 vậy nè đó. Thì một cái máy kèm một cục pin là 2.400.000 cho máy bơm mở bò đó. Thì đại khái là hôm nay Hồng Nhiên giới thiệu cho anh chị những cái chương trình mới, những chương trình khuyến mãi. Hôm trước thì nó thí dụ như anh chị mình ha, cái máy mài hồi nãy anh chị không thích ha, anh chị mình đổi qua bắn dít, cái quà tặng á, thí dụ như anh chị mình mua cái máy khoan này mà tặng máy mài, anh chị không thích có thể đổi qua bắn dít đó. Hoặc anh chị mình không thích cái máy bù lon này tặng máy mài thì anh chị đổi qua bắn dít được luôn. Đó là chương trình hôm trước, còn bây giờ là nó ra chương trình mới, nhưng mà em thấy tặng máy mài thơm hơn. Nhưng mà mỗi người có người thích con này, có người thích con kia ha. Đó thì anh chị thích con tài con xỉu gì thì anh chị chọn. Rồi cảm ơn anh chị đã xem cái chương trình. Anh chị có nhu cầu về sản phẩm nào liên hệ Hồng Nhiên qua những số hotline bên trên, thấy không em cũng tâm đạo dữ lắm, em hy sinh giữa trời nắng nhưng mà em test cho anh chị coi đủ kiểu ha, mồ hôi đổ nhễ nhại luôn, hy sinh về nghệ thuật đàng hoàng. Thì anh chị nhớ cho em một like ha. Rồi cảm ơn anh chị rất nhiều. Hồng Nhiên xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.